Tao là xấu, tao chấp nhận tao xấu, tao không đẹp. Nhưng với mày những cái nào mới là đẹp hả mày? Những cái nào mới được gọi là đẹp? Đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Không có đủ trí thức, không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị ha. Cùng tôi đi nhé. Trung điểm, sự vô tận sâu nguyên. Đặt ống nè. Executed. Trời ơi.